Alo, cái gì? Qua nhà nấu ăn hả? Mua mấy trái chanh nữa hả? Ê, ê, tao đi làm nha. Ê, chờ tao đi chung với. Xe hư gì đâu cậu? Mấy bánh rồi. Sao tôi khổ nè, trời, ai giúp tôi đi trời. Tặng con. Ừ. Nhưng mà con chỉ giá xe thôi mà. Giá xe tặng xe Uplex đó. Mấy gì em? Lấy em muốn trái chanh đi chị. Ôi tụi tụi. Tặng em, mua chanh, tặng cần xé dịch. Thế hả? Không thì tao đà. Alo, mày nhìn đi, mày ngó đâu vậy? Mày nhìn cái điện thoại tao nè. Mày muốn quạt tiếp đi. Mua gì? Dạ, mua vỏ điện thoại. Xong. Đứng lại. iPhone 6S lết thần thánh. Tặng cậu. Ủa? Hả? Mày đâu vậy? À, đi mua sim lướt web phải không? Chứ mẹ thăm mày. À. Sao tao thấy tao mua những cái phụ mà toàn được tặng những cái chính không vậy? Vậy mới là thần thánh chứ. Cái điện thoại iPhone thần thánh của tao đâu rồi? Đâu rồi? Leo ba. Con nó đây rồi. Mua sim Viettel đi mày, đăng ký nước net tặng để gọi dùng data miễn phí thoại. Khỏi lo, nó mua rồi. Đây là tỉnh hay là mơ? Ô dịch thần thánh, xe lách thần thánh, iPhone thần thánh, cộng với sim Viettel thần thánh. Ba đứa bay nhào vô đập tụi con, có tao có phải nằm mơ không? Thôi bỏ đi. Đúng rồi. Ôi tao được tặng quà nhiều quá, tao không có nằm mơ. iPhone 6S LED của tao đâu? Xe áo nói là tao đâu? Con vịt thần thánh của tao đâu? Xem vì theo thần thánh của tôi. Trời ơi, sụp đổ. Tất cả đều bị lấy đi hết trơn rồi. Chỉ còn cái sim Viettel thần thánh tặng tiền gọi dùng data miễn phí thoại này ở lại với ta thôi. Rồi chừng nào họ sẽ lấy cái sim này đi luôn đây. Rượu mới cho vào bình cũ, vẫn ngon như thường. Đứng lại! Chỉ có sim Viettel là thần thánh, tặng tiền và dùng data miễn phí thoại. Sim Viettel thần thánh, ôi sim Viettel thần thánh.